đó, cái đó. Chẳng có sợ nha. Út khay thì chét lên đâu? Ờ, bà để lên cái khay này luôn cũng được. Đây, bà chét lên cái chỗ nào trong trong á. Không, bà chét thẳng lên răng cũng được. Lên, ngày xưa là tôi chét lên răng á. Đúng rồi. Ngày xưa cái này mà tôi xài này các bạn. Ngậm vô. Đây, cho các bạn nhìn cái... cái gel của nó. Tại vì nó thiết kế là hình cái bút á. Cái bút mà chúng ta có thể tô được. Còn 5 deal tặng thêm 3 gel cho mọi người nữa thôi nha. Nè, nó sẽ là cái nó thiết kế như cái bút này. Chúng ta có thể tô chét trên răng này. Mọi người hiểu không? Chét lên từng cái răng á. Hoặc là giờ chét lên cái máng này xong ngậm vô. Cái máng răng nè mẹ. Rồi đây là An 5 mọi người lên đơn và còn 5 deal tặng thêm cho mọi người. Đó chính là 3 deal. Nên bây giờ An qua deal cho mọi người tiếp cho mọi người nhé. Rồi. Mọi người qua hàng được không? Được. Tụi em đóng cái này sẽ tính cho bà cho nên là bà mua về. Không má. Gửi qua hàng. Không, ý là bà mua về rồi bà tự không biết. Vậy thì không ai người ta hỏi hết trơn má. Chứ là mình không có gửi qua cho bà được. Vậy bà hỏi lần lỡ bà không mua sang Canada được không? Cũng vậy à. Được. Được. Người nhà mua tự xách qua được. Xách qua giùm em đi người đẹp. Nói chung người nhà xách bao nhiêu cũng được. Khay silicon đó bị nhỏ không? Dạ không, nó sẽ phù hợp với khuôn miệng của mọi người nha. Nó sẽ phù hợp với khuôn miệng của mọi người luôn. Nên là an tâm mọi người sử dụng cho em nhé. Hợp đó. Lý mà mọi người ơi. Nên có thì cả nhà. Mà đã bảo là 7 ngày không trắng thì thôi hoàn tiền nè. Không có mất gì, chả mất gì, thật sự không mất gì luôn đó mọi người. Bầu đẻ được, bầu đẻ xong thì cái bầu đẻ được. Bầu đẻ xong dùng được nha bà. Cảm ơn mọi người. Rồi. Qua điêu cho mọi người, đếm 1 năm gieo qua điêu cho mọi người. Nè, qua điêu nè, nó bỏ riêng, nè, ngậm trong họng rồi nè. Là sắp về cho bà đó. Ừ. Wow. Ủa Tiên, có nhỏ mũi cho chị không? Mày xây dành cho người lười. Đây. Có brand tới rồi luôn. Cái gì vậy? Brand tới. Rồi, brand tới. Thôi em xuống đây. Cảm ơn em. Từ từ, cái Lâm, từ. Tiên đâu rồi? Đây là khó đi. Thôi. Đằng sau cái gì? Nó đúng cái bài. Đúng rồi, lấy cho chị. Lấy quà cho anh á. Rồi vậy. Nhỏ ơi. Khách mời biết không? Lấy cái quà mà khách mời lên là nó cầm về á. Cắt ra mọi người chờ một chút xíu nha. Đây xong nhãn hàng sẽ lên mọi người. Em ơi lẹ lên khung giờ đang dùng được con nè bé ơi. Trời ơi chị ơi, chị lần sau chị câu nệ quá nha. Hỏi đi nha. Trời ơi, mọi người. Xin quá kìa. Dạ. Trời ơi. Xin yêu. Tâm lý vậy trời. Wow. Trời ơi, vô mẹ. Cảm ơn anh, lâu chưa? Cảm ơn anh, lâu chưa? Ê, mà cái này để được lâu ha? Chồng được nha, chồng thích lại được. Thích gì trời. Cảm ơn chị. Đây, đây. Yêu quá trời. Em để ra hơi cái ánh nắng hơi nhẹ nhẹ thôi, đừng có nắng trực tiếp nha. Dạ, em chiếu cho anh nắng trực tiếp. Bây giờ cảm ơn chị Viên nha, chúc hôm nay chị Viên về số nha. Thank you tất cả mọi người mua ủng hộ hàng của chị Viên nha. 30 tới mình nha mọi cảm người. Cảm ơn em trai của chị, ngày 30 lại là đến Long Chuôn nha mọi người. Tạm biệt mọi người, mời nhận hàng ạ. À. Rồi, trả mic cho nhận hàng. Đây. Dạ, em chào chị Tiên ơi. Em mít đi chịu. Dạ, rồi đó, nói là giọng thánh thất liền. Dạ rồi, hello mọi người nha. Dạ rồi, chị. Chào chị Viên đi chị ơi. Có vẻ bị bản lẹt. Dạ, hôm nay là Việt Nam Robo Bắc là dạ, bên Brand với cái tóc đứng à. Bị lạnh đúng không? Dạ. Bị lạnh nè, bị lạnh. Bị lạnh quá, đang mắc mưa hả? Bị mắc mưa đúng không? Dạ, lúc nãy tới có mắc mưa hay bị lạnh tay nha, bị lạnh tay. Dạ, mình lấy máy sấy ra đi ha. Dạ. Đây, hồi nãy giờ có bà nào hỏi cái máy sấy nè. Thì bây giờ tôi sẽ lên máy sấy. Đây là cái máy sấy đứng mọi người ơi. Máy dành cho những cái bà nào mà kiểu lười giống như tôi nè. Lấy cái máy sấy rồi mình sấy em mỏi tay quá. Chỗ này bật lên đưa cái đầu vô. Đó, thấy chưa? Hoặc là ví dụ mình đang nằm xem phim rồi đó, mình để ngay cái đầu giường mình đó, mình nằm gì nè. Đó. Đó. Đó mọi người ơi, đó nó sẽ sấy từ trên đầu sấy xuống. Hoặc là nha, hoặc là nhà ai mà nuôi thú cưng giống như nhà tôi thì mình nên mua một cái em này, biết sao không? Nhiều khi mấy em cún á, kiểu như là mọi người để máy sấy từ trên sấy xuống nè, mọi người chỉ cần lấy luộc chải chải thôi là lông khô, khỏi mất công là mình lấy cái máy sấy mình sấy tới sấy lui. Đó. Mà nhiều khi là mấy bé không có ngồi yên, không có nằm yên á. Đúng rồi. Mình sẽ kiểu khó sấy. Đúng rồi. Dạ. Và em này thì khi mà mọi người đặt bé thú cưng ở phía dưới là mình sẽ hai tay mình ở trên người bé luôn, mình sẽ không cần phải cầm máy sấy tóc nữa.
Mà đối với mọi người là nhất là những bạn mà tóc dài nè, với lại tóc dày, thì chỉ 2-3 ngày mà mọi người đổi đầu xong á, mọi người bình thường nha, mọi người sẽ cảm thấy là nó sẽ bị bớt đầu với lại bị nhú đầu. Nhưng mà em này sẽ có một cái lớp của bạn Nano thì sẽ hỗ trợ là ngăn ngừa cái việc mà bị bớt tóc trên da đầu với lại bị nhú da đầu á mọi người. Nên là sau 2-3 ngày mọi người gội đầu thì mọi người vẫn sẽ không có cảm nhận được là cái tóc của mình nó bị quá bết. Được mất hơi hơi thôi, nhưng không có bị quá bết. Với lại sẽ có cho mọi người rất nhiều chế độ để mà mình điều chỉnh. Sẽ có cho mọi người là 5 chế độ nhiệt nha mọi người nha. Sấy lạnh nè, ở mức độ thấp nhất là 25 độ C. Đây. Sấy nóng ở mức độ cao nhất là 110 độ C. Và từ lạnh qua nóng chúng ta sẽ có 5 mức nhiệt độ nữa mọi người. 25, 45, 60, 90 và 110 độ. Rồi, đặc biệt là chúng ta sẽ có cái chế độ là nóng lạnh tuần hoàn như thế này. Đây, nóng lạnh tuần hoàn nha. Rồi, cái nút ở dưới đây là chúng ta điều chỉnh mức gió nè. Có 3 mức gió cho mọi người. Đặc biệt, ở em máy sấy tóc đúng của nhà Việt Nam RoboVac với mã A1D này sẽ có cho mọi người cái chế độ là sấy cho trẻ em và sấy cho thú cưng. Nè, đặc biệt nha mọi người là có chế độ sấy cho trẻ em thì mọi người sẽ nhấn giữ cái nút này để chúng ta bật thêm chế độ sấy cho trẻ em. Và đối với các bạn mà sử dụng chiếc máy sấy đứng thế nào thì mọi người không có cần phải cầm máy sấy, mình chỉ việc là ngồi và mình hưởng thụ cái việc sấy tóc thôi chị Liên. Nhưng mà đặc biệt là Liên thích ở cái em này, nói chung là nó tiện một cái là nó khỏi mất công cầm mỏi tay. Thứ hai nữa là nó có một cái chế độ là làm cho cái tóc của mình nó đỡ bị bết xích. Dạ, hỗ trợ cho mọi người là 100 triệu ion âm. Hỗ trợ 100 triệu ion âm nên là mọi người yên tâm về cái việc là tóc của mọi người, nếu như mọi người có sấy nóng á cũng sẽ giảm được cái việc là bị khô sơ tóc. Đó, và đặc biệt là em này á với bình thường là với cái giá là hơn 4 triệu. Đúng là hơn giá gốc của nó sẽ là hơn 4 triệu. Nhưng mà ngày hôm nay dạ, trong phiên live stream của Viên, nhãn hàng sẽ cho Viên về với cái giá là 2.290.000. Nhưng mà em thấy là ở trên giá hiện tại đây trên Viên Live là có thể là thấp hơn giá 2.200.000 luôn mọi người ơi. Đây mọi người ơi, đầu 2 luôn đây. Mọi người. Tại vì để cái miếng giấy để cho mọi người xem. Đó, chị em xài được nha mọi người. Rồi bây giờ cho em xin 5 giây đếm ngược lên điều luôn nha. Dạ rồi, ok. 5, 4, 3, 2, 1, lên điều. Tại vì có cái chế độ dành cho trẻ em và dành cho thú cưng. Nói chung là ở trong đây có rất là nhiều chế độ hả mọi người ha. Ai đủ tại tôi nói là á đâu có cá ba ăn bánh trung thu rồi, ăn bánh trung thu rồi. Trung thu cái này mình nâng cao xuống thấp được không chị? Dạ được luôn nha. Mình sẽ nâng hạ chiều cao được cho em. Ở đây à, mình sẽ nâng đây. Hạ chiều cao được ở đây. Cao tối đa cho mình. Trời ơi, đây đúng rồi, đây để xuống cho mọi người xem nha. Đó, ê nó cao bằng chị luôn á. Dạ, cao tối đa là 1460. Đây 1461. Bỏ dép ra nè, bỏ dép ra nè. Dạ đúng rồi, cái đầu máy sấy thì mình có thể nâng hạ được như vậy luôn. Dạ, tôi 1m50 nha. Đây là tôi 1m50 tôi đang đứng vậy nha. Đó, còn tôi mang dép lên nè. Thấy chưa? Lớn tuổi dùng được không nên dùng các bạn. Chứ người lớn tuổi thường đổi đầu tóc khô cực lắm. Đây mấy chị ơi, có nghĩa là kéo dài lên tới như vậy luôn á. Dạ đúng rồi. Rất là dài nha. Đầu tiên ồ dạ, tại vì như khi mà sẽ có những anh chị chúng ta đứng để mà mình sấy tóc nữa. Đây, nên là đây là cái chỗ là để cái remote nha mọi người. Tuyệt, làm sao mất. Đó, thấy chưa. Đặc biệt ở trên cái đầu này chúng ta có một cái nút buồn nữa. Thì ví dụ như mọi người sử dụng xong mà nhà chúng ta có em bé, mình không có cất cái remote và mình cất ở đây nè, mà các bé mình hay bấm lung tung thì mình có thể là tắt nguồn đi để cho an toàn. An toàn. Dạ vâng. Bảo hành thế nào ạ? Dạ bảo hành cho mình 1 năm. Bảo hành cho mình 12 tháng luôn. Và lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày cho mọi người. Trong quá trình mà mọi người sử dụng có vấn đề gì thì mọi người cứ liên hệ lại. Đặc biệt á là ở cái em này có cái remote này mọi người. Thì đôi khi mà mọi người thay pin, mọi người thay pin nha, hoặc là đôi khi mà nó bị mọi người sử dụng nó bị mất kết nối do là mình tinh nghịch quá đi, bị mất kết nối thì mọi người có thể sử dụng cái phím hỗ trợ ngay đây luôn. Màu trắng đẹp quá đúng rồi bà ơi, rất là đẹp nha, người lớn người bé. Ê, nhưng mà cái này để một góc nhà cũng sang nữa. Dạ, mình có thể làm một món đồ trang trí trong căn nhà của mình được luôn. Khi mà sử dụng xong thì mình chỉ việc là gặp cái đầu máy sấy lại và cất còn một góc trong nhà của mình. Rất là gọn luôn. Dạ đúng. À, cho nên mọi người ơi, ai mà ở nhà của mình là hay cực vì cái việc mà mình đi sấy tóc mà nó hơi lâu, tóc của mình hơi dày thì mình có thể sử dụng trên cái dọc này. Đúng rồi, chị ơi. Rồi, dễ thương. Một đi nha.
lấy thử đi shop. Rồi bây giờ mình bật bằng cái điều khiển từ xa vậy em. Ê, cái đầu của em nhiều đó. Đây. Nè, nó mạnh lắm á mấy chị. Xa lắm, không biết là bây giờ mọi người làm gì cũng được, mọi người học cũng được. Mọi người làm gì cũng được. Đây. Dạ, hỗ trợ cho mình là 100 triệu trong anh luôn. Anh ơi, anh đặt tải giùm em với. Em đưa cái đầu đây này nè. Nó sẽ có nhiều chế độ cho mình thôi. Đứng, em đứng ngay đây. Thế quả được. Mình chỉ có một cái chế độ là theo nhiệt độ phòng thôi. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ có cho mọi người là từ 25 cho tới 110 độ luôn. Hoặc nếu chị em nào mà mọi người sợ nóng quá luôn cộng ốc của mình thì là bật tiếp thêm chế độ là nóng lạnh luôn thôi em. Tùng hoàng được luôn. Dạ được, đó. Nóng lạnh tùng hoàng được luôn. Thoải mái cho mọi người nhé, nên là nhanh chóng. Chốt đơn, nhanh chóng. Chốt đơn. Cái bảo hành thì tốt đỡ sơ mặt. Dạ đúng rồi, đỡ sơ tóc, đỡ khô tóc của mọi người luôn. Này ok nha, người xoay cầm tay nó khô mỗi một điểm. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi. Thoải mái, thoải mái và mạnh luôn nha. Rồi, bây giờ tiếp tục qua deal cho mọi người nha. Máy này em không để giá tốt trong giá hàng là 2.290.000. Giá mà nhỉnh lên giá này 100 ren về nha mọi người. Rồi, đây là bây giờ tiếp tục qua deal cho mọi người luôn hả? 5 giây qua deal ạ. 5, 4, 3, 2, 1, qua deal. Trời ơi, con này nó rất tiện luôn á mọi người. Thật sự nhà em nào mà kiểu nhà ai mà kiểu có thú cưng trẻ em thì tôi nghĩ nên là nên có nha mọi người. Dạ nó đây có Ion Concept có nha. Dạ có Ion Am hỗ trợ cho mọi người 100 triệu Ion Am luôn. Rồi, điều tiếp theo của chúng ta sẽ là cân sức khỏe mini line của nhà Bicook nha mọi người nha. Thì với chiếc cân này sẽ hỗ trợ cho mọi người là 13 chỉ số cơ thể của mình. Bình thường những chiếc cân mọi người cân là chỉ có chỉ số cân nặng thôi đúng không? Thì với chiếc cân này mình sẽ có cân nặng nè, chỉ số mỡ nội tạng nè, chỉ số BMR, rồi mỡ cơ thể, rồi lượng cơ bắp trong cơ thể của mình, lượng nước cũng trong cơ thể của mình, tuổi chuyển hóa. Sẽ có 13 chỉ số cho mọi người và có thể dùng được cho rất là nhiều người luôn, không giới hạn số người kết nối. Có thể dùng được cho thú cưng và trẻ nhỏ. Có nha, cái máy sấy hồi nãy là có ion luôn nha mọi người. Đây mọi người ơi, sẽ hỗ trợ cho mọi người được 13 chỉ số bên trong cơ thể của mọi người nha. Đây là khi mọi người nhìn vào và mình thiếu về cái gì thì mình biết cái cách để mà mình điều chỉnh. Dạ đúng rồi, sẽ có những cái những cái chỉ số sẽ có theo kiểu là dạng biểu đồ đó mọi người. Theo dạng biểu đồ để mọi người có thể theo dõi là ví dụ như ngày hôm nay chúng ta cân nặng của chúng ta là tầm như đây. Những chỉ số này như vậy. Và mình cái chỉ số đó của mình tăng giảm hay như thế nào, chúng ta sẽ nhìn vào được cái biểu đồ đó và kiểm soát những cái chất trong cơ thể của mọi người. Và có một app như thế này luôn, mọi người chỉ cần tải giùm em cái app tên của brand luôn nha mọi người. Dạ, sẽ là app như này. App Bicook. Mọi người có rất là đầy đủ chỉ số ở trên đây luôn. Đây. Rồi mọi người có thể là đổi được cái thông tin của thành viên, ví dụ như ba nè, mẹ nè, bản thân mình hay là vợ hay là con chẳng hạn, mọi người đổi được giùm em để mà mình có thể là theo dõi thông tin xuyên suốt luôn nha mọi người. Cái con này rất là ok. Dạ. Chỉ coi được cái số của mình thôi thì mình không biết nó đang ổn không. Mọi người hỏi là có bảo hành không? Dạ có bảo hành cho mọi người 12 tháng. Có bảo hành 12 tháng cho mọi người. Có vấn đề gì gửi cho brand là ok. Dạ đúng rồi. Dạ, kèm theo cho mọi người là một cái lock 3 viên pin như thế này luôn để mọi người có thể thay vào sử dụng cho những lần tiếp theo. Dạ, và giá hiện tại là brand để trong line của chị Viên 449. Dạ, đúng nhưng rồi. Nhưng mà chị Viên có giá bao nhiêu? 389. 389 cho mọi người. Quá tốt luôn mọi người ơi. Quá đẹp. Giá quá tốt luôn mọi người, nhanh tay chốt đơn giúp em nha mọi người. Theo dõi được rất là nhiều người luôn nha cả nhà. 10 hơn 20 người luôn, chính xác. Dạ đúng rồi, sẽ không giới hạn về số lượng người kết nối với mọi người. Và hiện tại là sẽ có hai cách cho mọi người kết nối nha. Ví dụ chúng ta sử dụng trong gia đình và gia đình mình chỉ có một mình sử dụng điện thoại thôi thì mọi người sẽ add thêm những người dùng mới. Còn ví dụ như mình sử dụng trong những cái phòng tập gym aerobic thì có thể là nhiều học viên kết nối với cái con này. Và kết nối thì rất đơn giản thôi mọi người. Chúng ta sẽ quét cái mã QR ở phía đằng sau để mình kết nối với con. Dạ, mọi người chỉ cần tải app về và quét cái mã này là mình sẽ kết nối được. Thôi đừng dưng cái mã anh ơi. Đúng rồi. Chết em. Càng hiện đại ha. Quá đẻ luôn. Cứ quét được mọi người ha. Mã này có quà gì không ạ? Dạ, sẽ có tiền cho mọi người. Dạ, sẽ có cho mọi người. Quạt điện. 50 deal con đầu tiên sẽ tặng kèm cho mọi người là quạt điện. Quạt điện gì á chị? Dạ, quạt tích điện mini. Dạ. Và ngoài ra thì Ren cũng có mini game cho mọi người là sẽ có 5 cái cây lược điện như này. Dạ. Dạ.
Dạ đúng rồi, là những anh chị nào mà đã chốt đơn sản phẩm trong phiên live của ngày hôm nay, dù là máy sấy tóc hoặc là cơm, nói chung là có đơn từ nhà. Dạ có đơn. Dạ có đơn thì mọi người chỉ cần comment cho em là Việt Nam Robovac. Dạ xong rồi đó, em nhờ chị Viên là lướt comment để mà chọn ra năm bạn ai mà nha. Có đơn ai đã mua từ nãy đến giờ máy sấy hoặc là cân thì mọi người comment đã mua. Và đặc biệt nếu mà Viên chọn những cái bạn nào mà may mắn trúng thưởng nhưng mà kiểm tra bạn nó phải có đơn hàng thì mới được tặng, còn không thì Viên sẽ không tặng cho mọi người ha. Nhãn hàng sẽ không hỗ trợ cái phần đó nha. Đúng rồi nha, nên hiện tại Am đang đã gọi là đã có khó đơn từ nhà Việt Nam Robovac rồi, thì mỗi lần mình comment thì chị đã mua đi thì sẽ hỗ trợ cho em mọi người. Dạ đúng rồi ạ. Mọi người nhanh tay chốt đơn giúp em nha để chúng ta cho mini game. Dạ ok, vậy mà em dạ comment chữ đã mua giùm Viên nha. Nãy giờ ai có đơn hàng comment đã mua cơm hoặc là máy sấy cơm dạ. Hoặc là máy sấy nha, mã 1 và mã 2 để Viên có thể là chọn cho mọi người ha. Lượt gì vậy? Dạ, dạ, dạ. Tặng luôn lượt này được tặng nha mọi người. Lượt này á, lượt này nó sơn qua cái lượt. Dạ lượt điện thì khi mọi người sử dụng á thì chúng ta sẽ bật nguồn lên nha, bật nguồn lên có điện và hỗ trợ ví dụ như là chải tóc nha, ép tóc nha mọi người. Đó, tóc mình hồ sơ, tóc mình bị cứng thì mọi người sử dụng tóc mình nó sẽ mềm mượt trở lại. Răng lượt được làm từ gốm ceramic nên là sẽ hạn chế cái việc là hư tổn tóc cho mọi người. Vậy thì bây giờ đếm ngược 10 giây mình chụp màn hình được không chị? Dạ rồi. Dạ ok. Comment đã mua nha mọi người. Nè, đã mua là đã mua cái máy sấy hoặc là đã mua cái cân. Đó, dạ. Thì sẽ mới được nha. Viên kiểm tra đơn thì mới được nha. Đúng. Chỗ cái lượt nè mọi người ơi. Viên trải vô cái tóc Viên nè. Đẳng luôn á. Đẹp ơi. Không bị sủi. Nó bướm chị. Nó bướm. Bà bồ đồ khổ che vô nên nó đẹp thì thôi nhé luôn. Ôi rồi bây giờ cứ mình liên tục chứ. Đã luôn, cứ mình liên tục. Cái này mình mua lẻ luôn. Dạ. Mình mua lẻ được không? Dạ có. Dạ được. Bây giờ đếm ngược 10 giây cho mọi người ha. Có trong giỏ hàng không? Không có trong giỏ hàng. Thì mình mới tặng các bạn. Rồi, nên là sao ạ? Hiện tại mình đang qua tới trường sinh sống của chị Viên đang chải nè. Thì giúp em comment đã tặng chị Viên thôi. Đơn từ nhà Việt Nam Robovac nha mọi người ha. Rồi, bây giờ mọi người comment liên tục. Đúng rồi, comment liên tục để Viên có thể comment cho mọi người nha. Mới dạ. sinh dơ nè. Sinh dơ. Dơ mua dơ. Rồi. Bây giờ đếm ngược 10 giây cho Viên chụp màn hình nha. Đây, dạ, mọi dạ. người comment liên tục giùm cho Viên nha. Rồi, bây giờ đếm ngược cho 10 giây, Brand đếm ngược giùm em ha. Trời ơi dạ. mọi người ơi, thiệt sự luôn. 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi ok. Mà chụp gì vậy? Ai đây ta? Ai đây? Ủa phải chọn chứ má. Chọn hay chụp? Chọn ok chọn không chọn nha mọi người, comment liên tục đi, comment liên tục cho thấy liên tục nha mọi người. Đã mua, đã mua, comment chữ đã mua liên tục nhưng mà với điều kiện là nãy giờ là có đơn của máy sấy. Đúng rồi, đã mua lên đặc sắc rồi chị ơi. Đúng rồi, ai mà đang quan tâm chất lượng sinh sắn nha, phải có mua của Việt Nam Robovac mới được nha mọi người nha. Việt Nam Robovac mới được nha. Đúng rồi nè, chị chảy mà cái đậu nó mượt nước luôn nè không? Sao mốt chị đi like cho mang hai cái lượt này đi. Ồ, trời ơi, không, nhãn hàng cho chị rồi. Hai cái nha, friend. Không, một cái à. Rồi, bây giờ là lên một cái màu trắng heo hồng gì cũng được. Dạ, lên đặc sắc, 60-60 rồi chị ơi, chọn nha. Rồi, ok rồi, nè, chọn nha mọi người ơi. Nhưng mà với điều kiện là kiểm tra bạn đó phải có đơn nha. Ai vậy? Quốc Bảo. Quốc Bảo. Chúc mừng bạn Quốc Bảo nha. Chúc mừng bạn Quốc Bảo nha. Bạn Quốc Bảo nhớ cáp màn hình lại giúp Ren nha mọi đúng người. Đúng rồi. Gửi qua tin nhắn cho Ren. Đúng rồi, gửi vô cái đơn hàng mà bạn mua á thì để nhãn hàng đúng rồi. Với bạn nha. Và đặc biệt là comment đã đời đi. Đã đời. Comment cho em nè. Đã đời. Quốc Bảo comment chữ đã đời giùm nha. Đã đời trời đất luôn, vừa mua vừa có quà. Quốc Bảo comment chữ đã đời nha. Chị nha. Rồi. Đây là nhanh chóng mọi người lên đơn nha mọi người. Tiếp tục qua deal cho mọi người trong live luôn ha. Đã mua tiếng của mọi người không sao mọi người ha. Qua điêu cho chị yêu. Vẫn còn những cái điêu cái lượt quá bà kéo Brand từ đây tới tối luôn. Thiệt luôn á, mà mướt không nè, mướt hả? Mà nó không bị sù bung bung tóc qua luôn á. Mướt quá trời. Dạ. Yeah. Rồi, qua Brand. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Viên ạ, em cảm ơn mọi người. Ủa vậy là chưa xin đúng không? Mới nói cho cười thôi đúng không? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn nhờ. Chị cảm ơn nhờ. Ủa mình tắt sao vậy? Dạ giống dữ. Cái này nó mới ở tại điểm mới. Dạ. Qua Brand nha mọi người nha. Brand xin giờ mọi người ơi. Không mà mướt thiệt nha. Dạ. Cái này mướt thiệt luôn mọi người nhìn nè. Ôi ôi nó bóng thấy không? Quá đã. Ôi ôi.
bởi là tóc mình cũng đẹp sẵn rồi á, mà vô cái này là nó mướt luôn. Trời nó mướt nè, trời ơi là trời. Nhưng mà ngày hôm nay không có bán, ý là ngày hôm nay không có bán cái lượt này. Bữa sau có cái lượt này nha, nhất định là bữa sau phải có cái lượt này cho tôi. Mấy chị nha, mấy cho lên đây nha. Rồi qua điều tiếp tục cho chị Viên sẽ là sản phẩm để mà hỗ trợ vệ sinh mắt nha mọi người. Tôi đang xài, tôi đang xài cái này. Ờ đúng rồi đó. Tháng 7 mọi người ơi, nhẹ nhàng thôi mọi người ơi. Tôi đang xài cái này. Mọi người ơi, cái thực sự ra những ai mà thường xuyên mà đeo len hoặc là không cần đeo nữa, giống như là mình đi bên ngoài, mình làm việc rồi khi bụi bặm nhiều á, thì tối lúc mà mình tẩy trang xong á, mình rửa mắt bằng nước rửa mắt này á, thì mắt rất là sạch nha. Nhiều khi những lúc mà chưa xài này á, kiểu như là nhiều khi cũng phải gọi là gì ta, mắt bị dơ xong nó hay bị có cái gàn dây á, cặn cặn, đúng rồi, bị cặn cặn, bị chao rồi quá trời luôn. Thành thử ra là từ khi mà xài cái này á, thì mắt mình nó rất là sạch nha. Đó, những cái trong sáng hẳn. Ai? Ở chứ mình thường nhìn là nhìn đôi mắt nó trong sáng. Không đúng rồi, mọi người ơi. Nói chung là cái nẹt em này là đang hot rồi, nói chung là cũng không có cần phải nói quá nhiều. Dạ, yeah. Và bây giờ deal trong brand mọi người này. Chỉ cần bấm tên Iret thôi thì có rất là nhiều bạn hot TikTok á đã review cái em này rồi. Mọi người chỉ cần bấm lên là mọi người biết được là cái em này như thế nào. Tại nhiều khi mình nói thì cơ trên đây đâu được, đúng không? Rồi, dễ dàng gì. Nên là bây giờ sẽ lên deal cho mọi người là một chai với giá 170k. 170k một chai, nhưng combo 2 thì giá sẽ là giá đầu 2 cho mọi người. Năm cái giọng mũi. Deal luôn nhá. 5 4 3 2 1 lên deal. Khúc này bị tùm lum á. Tùm lum tà le. Tà le. Rồi cho nên anh chị nào ở trong live nè, mình đang thấy nè. Ở nhà của mình mắt nó hơi tay cay. Đúng rồi mọi người ơi. Gel bị cộm. Quy quần quần. Thì chốt liền giùm em đi mọi người. Có makeup cũng nên sử dụng, không có makeup cũng nên sử dụng, không có makeup có bụi bên ngoài. Nhưng mà cái cốc này á nó vừa cái hốc mắt á mọi người, nó không có bị tràn nước ra ngoài nha. Không có bị đổ ra ngoài cho mọi người. 118k. Ê 118k là phải mua liền nha. Đây, cái cốc này mấy bà. Đây cái cốc này nó hít vô trong mắt của mình luôn á. Đó, nó hít lắm, xong mấy bà chỉ cần mở mắt ra mấy bà chớp. Đúng rồi. Nó không có cay, nó hơi mát gì á. Xong cái mình ấy ra đúng không? Trời ơi. Khi mà thấy cái chén trong này mới thấy sợ. Mới sợ đúng không? Đúng rồi, có nhiều cái bợn nhỏ nhìn mà nhiều khi là mình rửa bằng nước sạch á, mình không có thấy được đâu. Không thấy được. Cho nên là bây giờ là một chai như không vậy. Có bị cay, không có bị cay. Không cay nha bà. Một chai đang là giá 120k, nhưng mà hai hộp giá có 230 mọi người. Đây, tại vì tôi đang xài cái này luôn, Và có tặng quà đi kèm trong giỏ hàng sẽ là một em nước mắt nhân tạo cho mọi người nữa ha. Đặc biệt là nước mắt nhân tạo là dành cho những bạn nào mà kiểu hay đeo len giống như Viên á, mình nên dùng cái em này luôn. Nên có nha mọi người. Đó. Rồi cho nên là đã xăng rồi, comment giùm em chữ. Đã xăng. Comment giùm em chữ. Đã xăng. Tôi nói sạch từ đầu tới chân, con mắt cũng phải sạch nữa nè. Sạch rồi, trang điểm hết không? Tại mọi người biết rồi, tôi hay trang, ví dụ đi ra ngoài nè, hay trang điểm rồi này kia cả ngày, mang đeo len rất là mệt luôn. Nhiều khi mình gỡ con len ra xong á, mình tẩy trang, mình rửa mặt bình thường á, nó không hết bụi đâu mọi người. Mọi người phải dùng cái em này thử đi, xong rồi nhìn vô trong cái cốc này nè, trời ơi má ơi, nó cặn quá trời luôn. Nó gọi là gì ta? Có gì kìa? Đúng rồi. Chéo. Nó bụi nhỏ li ti mà mình không có nhìn thường, không mắt thấy được. Nhưng mà trong cái chén này màu trắng này mọi người thử, trời ơi nó dơ lắm, nhiều khi con mắt mình nó dơ ầy à. Chai này bao nhiêu ml vậy ạ? 300ml cho bà luôn hả? 300ml cho bà. 300ml sử dụng lâu giùm em luôn nha bà yêu nhá. Rồi, mua một chai sẽ được một bông tẩy trang, hai chai đi kèm một em nước nhỏ mắt nhân tạo cho mọi người. Bạn kia kêu là vừa mua 135k, trời ơi, vậy bây giờ có 118k mà không mua nữa là. Mua thêm đi bà ơi. Thêm đi bà. Mua để dành. Sản phẩm này còn cho mọi người ha. Chị Trinh ơi, mua combo 2 chai sẽ được một em nước mắt nhân tạo có hiển thị trong giỏ hàng nha bà. Còn đúng 10 deal nữa là nhanh chóng người lên đơn nha. Dùng được cho mắt cộm không? Được bà. Mắt nào cũng dùng được, tại cái này là rửa mắt thôi mà. Rửa mắt hay là mắt nào cũng dùng được hết trơn á. Nên dùng nha bà, có kèm cốc rồi nha bà. Mua được 118, có cái bịch bông tẩy trang trong giỏ hàng bà yêu ơi, có quà mới chút đơn. Nếu mà bị phí ship cao thì bà chốt cho em combo 2 chai đi, giá sẽ ok không cho bà ha. Rồi lên đơn giùm em, 1 phút nữa qua deal và không có tặng quà nữa nha mọi người. Nên là ai mà bên mắt của mình hay bị mỏi nè, hay bị mệt, hay bị khô, chốt liền cho em combo em đang ghim để vệ sinh mắt cho cả nhà của mình đúng nha. Rồi sử dụng như thế nào? Đây nè, chỉ cần chế ra thôi. Đây chế ra cái cốc này nè bà, chế ra một máy dừa đúng không, xong ịnh vô, xong là cái chén này nó tự hít vô trong cái con mắt luôn. Xong mấy bà mở mắt ra, mấy bà chớp rồi nè. Đó, xong rồi mấy bà lấy ra thôi, thì mấy bà nhìn trong đây nè. Trời, con mắt nó dơ ầy luôn á, thiệt sự luôn. Đó, hồi trước tôi cũng thấy mấy bạn review á, nên tôi cũng mua về tôi dùng thử á. Đó, tôi mới dám đưa lên like, tại vì tôi cũng đang sử dụng nên tôi mới dám đưa lên like. Thử thấy chân ai đó mọi người. Đúng rồi. Chốt đơn, chuẩn bị qua deal tiếp cho mọi người trong like luôn ha.
Rồi 5 giây qua điêu tiếp cho cả nhà luôn nè. 5, 4, 3, 2, 1. Qua điêu. Có kèm cốc nha, có cốc lu mua trong một cái hộp, nó có cái cốc sẵn luôn nha mọi người nha. Và được tặng chai nước nhỏ mắt. Tại bình thường là mua chai nước nhỏ mắt đó là cũng tốn tiền rồi, nhưng mà hôm nay được tặng. Rồi tặng thêm một cái gói tẩy trang nữa nha mọi người nha. Dạ đúng rồi. Không có bị cay mắt, không có bị cay mắt nha mọi người. Yeah. Và bây giờ tiếp tục là qua Yến cho mọi người nha. Anh chị nào quan tâm. Yeah. Yến cho mình chữ. Yến. Và mời chị. Đây. Yeah. Tóc già đâu. Yeah. Rồi. Trời ơi, Trung Thu liền. Trung Thu liền thấy không? Hai chị Hằng luôn mọi người, hai chị Hằng rồi. Rồi, lên Yến cho mọi người ha. Chào mọi người. Chào bà con cô bác của em nha. Trời ơi, hồi nãy giờ tôi đứng ở ngoài mà tôi mua luôn cái nước nhỏ mắt đi. Những chị nào mà đang làm nước nhỏ mát thiệt sự luôn. Dạ nha. Đúng rồi. Rồi những công ty như gỗ, như bụi á, các chị mua về các chị thử đi. Thiệt tình luôn. Em mới nói trợ lý mua cho em một bộ xong đó. Trời ơi. Thiệt tình luôn nha. Không mà thực sự tối chị mua. Chị là đến lượt em bán Yến rồi. Đến lượt em bán Yến rồi nhưng mà em vẫn nói cái đó nên mua. Đúng rồi. Tức là trước đây khi mà cuộc sống chưa hiện đại, mình chưa nhận ra được rằng rửa mắt cũng là một điều khá là quan trọng. Nhưng bây giờ khi các chị rửa xong rồi, các chị sẽ cảm thấy là nên. Cả dòng họ mình nên luôn. Những chị làm trong công ty mà có bụi nhiều nè, những anh đó đúng rồi, đúng chị chạy ngoài đường nè. Ủa, tất cả là nên xài, nên xài nha. Đáng lý là qua giờ Yến thì mà em thấy cái sản phẩm đó là ok, nên mua đáng đồng tiền bát gạo của các chị mình nha. Nên là các chị mình mua cái sản phẩm đó, ok chưa? Ok. Bây giờ vậy nè, để góp vui chương trình ngày hôm nay lên deal 0 đồng, comment Yến non giùm em, ok không? Chờ chị nãy giờ, trời ơi, cảm ơn Sun Gil rất là nhiều nha. Mai Thoa có like với chị không? Không ghim lại giùm em I stress. Các em ơi, ghim lại 30 giây cho khách đi. Cái em nói là cái mã đó là các chị nên mua luôn á mấy chị. Tại biết sao không? Tại vì em đeo len nè, tối em dễ ha, em chớp mắt hả, ra một chén luôn á, thiệt luôn á, thấy ghê lắm. Không, đừng có để đến lúc mà già như em rồi bắt đầu níu kéo thanh xuân mấy chị. Thiệt. Đừng để tới lúc đó rồi nếu kéo thanh xuân. Bây giờ không, em mới được biết đến mấy chị phải làm trong xí nghiệp may á. Nên mấy cái bụi vải á. Bụi rất nên nhiều. Các chị thiệt luôn. Về đi làm bếp lên. Rồi ghim cho các chị, giờ của em vẫn nhường lại cho. Vì em thấy sản phẩm này nó ok. Thật sự luôn, không quen không biết nhãn hàng nha. Ok chưa? Ok. Rồi, comment Yến ngon giùm em, ok chưa? Ok. Trong thời gian comment Yến ngon, ai cần nước mắt thì mua giùm em nha. Rửa mắt thì mua giùm em, ok chưa? Ok. Nên mua em mới thiệt, comment Yến ngon giùm em cái em lên 2 phần 0 đồng, ok không? Ok. Rồi, 2 phần 0 đồng lướt lên bóc nhà, comment mạnh Yến ngon, share livestream dùm cho Vin nha các bạn nha, follow dùm luôn, ok chưa? Ok. Nó không follow thì ai follow? Ok chưa? Rồi comment Yến ngon dùm em, share livestream dùm em, ok không? Share livestream dùm đi mấy bà ơi, giúp dùm Vin cái nha. Share livestream dùm, ok nha. Rồi bây giờ con gái con bóc dùm mẹ 2 phần Yến 0 đồng, mỗi phần 6 Yến 0 đồng. Trời ơi. Ok ơi. Chưa? Rồi gái làm liền cưng. Trời ơi. Ok không? Tài tài nhá. Đó thấy không? Là bốc sao á chị? Là bốc sao á mẹ? Đây. Ai là chọn? Đây chọn giùm nha. Bây giờ chọn luôn nha mấy bà nha. Thôi thay mặt con gái luôn cho nhanh. Ok chưa? 5 4 3 2 1 bắt đầu vô. Bạn gì đây? Kim Nana, ok chưa? Chúc mừng Kim Nana. Chúc mừng Kim Nana. Rồi Kim Nana nha. IB TikTok shop đố thị đoán giùm em cái, ok chưa? Ok. Rồi, các bạn ơi, comment mạnh giùm em đi, comment mạnh đi. Comment không chờ bất kỳ một ai nha. Comment mạnh giùm em nha mấy chị ơi, comment mạnh giùm em nha. Ok chưa? Ok. Comment mạnh giùm em đi để em tiếp tục bóc nữa này chị ơi, em tiếp tục bóc nữa nha. Yến comment nha. Mạnh đi các chị ơi. Còn một chị nữa, còn một chị không đồng nữa, ok không? Ok. Còn một chị không đồng nữa mà, comment mạnh lên giùm em nha. Rồi coi coi mấy bà có comment không? Đó, em lên ơi. Ơi. Mắt cũng yếu nữa bởi vậy. Vô nha, 5 4 3 2 1 lên tiếp nè. Lên tiếp rồi lên lại tiếp một người nữa nha. Bạn Sun Win gì đó này. Đây nè. Sunny. Đó, ok chưa? Sunny, ok chưa? Ok chưa? Rồi đồng ý nha mấy bà, hai bà event tiếp shop đó thì có không đồng. Bây giờ nè. Trời ơi, mới hai deal đầu tiên. Những ai chưa được deal không đồng cũng không cần buồn. Hôm nay lên test một lần nữa chấn động cho các bạn. Ok không? Ok. Ok không? Ok. 99k cho em. Trời ơi, 99k bình thường chị lên là 6 Phú Yến 20% là giành dịch rồi đúng chưa? Đúng. Like của Viên nay lên 6 Phú Yến 50% luôn. Trời ơi. Ai chụp slot? Ơi. 30 đi, 30 slot. 30 slot. 30 slot. Nè. Không lỗ cùi nha. Ok chưa? Rồi, 30 slot, ok chưa? Ok. Rồi, chuẩn bị giùm em. Nói nhanh. Ok. Nói nhanh gọn luôn, ok không? Ok. Rồi nha, mấy bà nha, chuẩn bị giùm em 30 slot, nhanh còn chậm hết giùm em nha. Rồi chuẩn bị giùm em, ghim được chưa?
Kim được không? Ok, để một xíu chị ơi. Chứ sao phải chờ? Trời ơi, bà Vi làm chị khó chịu quá trời là làm cái gì vậy? Chắc khởi cực cái mũi đúng không? Vậy sao? Lên điêu vậy khó chịu quá trời. Hay là bị gì? Lên điêu không đồng mới vô. Không đồng mới vô.